Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Khung ảnh năm thành viên nhà Hồ Ngọc Hà cùng nhau đón năm mới. Gia đình Hồ Ngọc Hà Kim Lý nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả sau khi các nhóc tỳ ra đời. Nhân dịp đón năm mới 2023, cả nhà nữ ca sĩ đã cùng nhau đi nghỉ dưỡng ở resort sang trọng đẳng cấp. Khung ảnh gia đình năm thành viên đầy hạnh phúc của Hà Hồ khiến mọi người phải trầm trồ. Hồ Ngọc Hà Kim Lý đưa ba con đi nghỉ dưỡng đón năm mới. Cặp song sinh nhà nữ ca sĩ đầy đáng yêu khi nắm tay nhau không rời. Trên trang Facebook cá nhân, Hồ Ngọc Hà đã đăng tải loạt ảnh tạm biệt ngày cuối cùng của năm 2022 và chào đón năm 2023. Hiện tại, gia đình nữ ca sĩ đã có mặt ở một resort cao cấp tại Đà Nẵng để cùng nhau nghỉ dưỡng và đón những ngày đầu năm mới đầy rộn ràng. Bé Lisa và Leon rất thích được mẹ Hà bế trên tay. Dù bao năm trôi đi, nhưng khoảnh khắc Kim Lý một nách hai con vẫn không đổi. Vợ chồng Hồ Ngọc Hà Kim Lý cùng ba con cũng không quên chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau. Cả gia đình nữ hoàng giải trí đều diện đồ đồng điệu với tông màu trắng kem và nở nụ cười rạng rỡ khi chụp ảnh. Anh hai Subel dù đã cao lớn nhưng vẫn luôn là chàng trai nhỏ bé của mẹ Hà. Subel vẫn giữ thói quen tự đầu vào vai mẹ mỗi khi chụp ảnh cùng nhau. Trong khi đó cặp song sinh thì lại phấn khích, tươi tắn ra mặt. Khán giả nhận xét rằng bé Lisa là nhân vật hào hứng nhất trong năm thành viên nhà Hà Hồ. Bé là anh hào hứng thấy rõ khi được đi chơi cùng cả nhà. Cậu ú giờ đây đã biết tự cầm tô và muỗng để ăn cơm. Cặp song sinh nhà Hà Hồ rất thích thú khi được ba mẹ đưa đi nghỉ dưỡng. Hai nhóc tì hào hứng chạy nhảy khám phá khắp mọi nơi trong resort. Đáng nói hơn, Lisa Lê Anh dù còn nhỏ tuổi nhưng đã biết thể hiện tình cảm. Dù đi đâu thì hai bé vẫn nắm tay nhau không rời. Cặp song sinh nhà Hà Hồ rất yêu thương nhau hai nhóc tuy còn nhỏ nhưng đã được nghỉ dưỡng toàn ở resort sang trọng. Hồ Ngọc Hà vui vẻ tận hưởng thời gian hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình nhỏ của mình. Nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân, đến nơi tuyệt đẹp ở một khoảnh khắc tuyệt diệu. Cảm ơn 2022 đã mang đến những điều ngọt ngào và mọi thứ bình yên ổn. Mong 2023 thật nhiều thuận lợi và rực rỡ. Hồ Ngọc Hà hạnh phúc khi luôn có gia đình bên cạnh. Trong năm 2022, nữ ca sĩ đã đưa các con đi vi vu khắp nơi. Cả nhà của Hà Hồ còn bay sang Thụy Điển để thăm bố mẹ Kim Lý. Ba con của nữ ca sĩ càng lớn càng hiểu chuyện và đáng yêu. Khung ảnh năm thành viên nhà Hồ Ngọc Hà Kim Lý cùng nhau đón năm mới ở resort nhận được nhiều lượt thả tim từ khán giả. Mọi người đều xích xoa trước sự hạnh phúc, nhà nữ ca sĩ và vẻ ngoài đáng yêu của cặp sốc sinh. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.